ôm nó ngu gì, nó bay ra chỗ khó thì tôi chết à, nó bay ra chỗ tôi không bắn được thì toi. Bọn nó hay lắm, gặp nó tiếp cho xem, kiếm map nào không. Ồ, gặp thằng khác rồi, gặp thằng Aduka luôn, lâu lắm tôi không đi cái này, quên hết kinh nghiệm đi à. Ôi, thăng trưởng VIP 12 đấy. À, không siêu chuẩn là có này. Rồi solo dam cho thằng là thằng mạnh hơn. Đây cái đây skin của nó nhá, băng nhá. Hồi máu đơn nhá, mỗi turn hồi được 30k máu, cái này là 20k. Cái hồi 30k này các bạn phải gõ vào đầu. Còn gì đâu cơ, hay ra một hai luôn. Căng ta, nó yếu hơn mình. Đây nha, cộng máu nha. Cộng máu cho nó vui. Tôi chết rồi. Tôi không biết bỏ chỗ đó, chỗ này không pull được. Ngu rồi. Quên mất cái vũ khí này đứng ở đây không pull được. Ăn pull rồi. Không biết mình pull nó không kìa. Quên mất cái vũ khí này không có góc không pull được. Nó chạy đâu ấy, cho nó chạy rồi. Đam đi còn cơ hội. Sao chết được. Rồi đây là pull cho các bạn xem nhé, thằng này pull phát chết luôn, không phải lấy tơn nữa này. Chết chết bây giờ nó mở góc mà anh yeah. Tôi chả biết, lâu lắm tôi không chơi cái này, lâu lắm. Đi cái này được nhiều đồ phết đấy, thưởng ngon. Pô mở góc cả, ok mọi người, cảm ơn nha các bạn đã nhắc nhở. Ấn pâu trước mở góc ngon thế. À ô, cảm ơn mọi người nhá, lâu không đi quên xứ mất. Chết thật, mình gà quá, lâu quá không đi cái này, không biết là pâu nó mở góc. Ok cảm ơn mọi người. Ê nãy giờ ai gấp 100 con hạc mà ai ra. Gặp thanh niên đạn bi này đam to lắm này, cái đạn bi này đam to quá trưởng các bạn ơi, cẩn thận nó bem chết. Đạn bi này phải bay lên đây nó không chơi được. Chơi khôn với nó được, đứng ở đây là chết với nó. Bay lên đây là thằng đạn bi chết, chết dí luôn này. Rồi lên. Rồi xuống đây được, đây cũng được, đạn bi nó không bắn được đâu mà. Thằng này cứng. Đấy. Sai là cứng, đạn bi. Đạn bi lên đầu ấy, còn lâu anh băng mà anh lên theo. Dẫn đường. Rồi anh ở đây đây cưng. Đang đi luôn. Sao cái đạn nó nhìn khó nhìn thế. Nào một hai anh đi, sao lẩy đông tung này. Nào mày đâu, một hai đi cho lấy đi. Cái trò đàn bi này anh chơi mãi rồi, lấy đấy, lấy vào đầu mày bây giờ. Đâu này, ai chơi máu à? Đu sao ao nhỉ, bâu à, đàn bi bâu như không ấy. Mãi trưởng ném chay đấy, ai chơi bâu chắc ấn nhầm rồi. Đàn bi này bâu bao nhiêu máu, giả quá chứ. Đào à, đào sâu vãi. Ây à, đào sâu ấy các bạn à. Đào sâu kinh điển luôn. Thôi tao bay lên trên, thằng này chết dí luôn, thằng đạn bi này chết dí luôn mà. Rồi lên rồi, lên đây cưng. Anh chơi mày.
cho mày chết này, lên đây mà bow này, nào lên đây, nào lên đây, tức tính đào hố à, lên đây. Cái vũ khí này bow đang chả được mấy đâu. Mày chờ tất cả người lên đây, chơi trò này hài quá. Ấy là bô hố rồi, tạo hố rồi. Ý ra cái này bô to quá, cái bô đầu nó này, hai tầng vào đầu hai tầng thôi, không vào nữa rồi. Đào đấy, đào lên tiết tiểu à, tập bô phát chết luôn. Ôi giời, còn đâu anh ấy chết nó cứng quá, đưa tí chết hú hồn. À tôi thử ấn bô trước nào, phải mở góc không? Đâu mở góc đâu, góc như nào, tưởng mở góc như bay luôn, cho mà chết, giết anh rồi. Chơi trò này hài quá trưởng. Cái đạn đi đấy gặp ai biết chơi nó không thắng nó đâu mà. Facebook của mình bên dưới link livestream nhé các bạn, các bạn đầu đơn của đấy mình sẽ duyệt, các bạn để theo dõi trực tiếp, các bạn đăng ký kênh. Chơi trò này hay rồi, tí mình sẽ đồng ý hết mọi người thôi. Hồi trước thì mình ít đồng ý kết bạn lắm, nhưng bây giờ các bạn muốn hỏi nhiều quá mình cũng phải kết bạn thôi, không cách nào khác. Lâu lâu kết bạn với thằng lừa đảo, nó kiểm tra hết thông tin của mình xong nó bắt chiếc, nó không không dễ đâu nha cưng. Super tủ thuốc ngon đấy, tôi nghĩ nên dùng super tủ thuốc bạn Thiên Hoàng. Rồi gặp thanh niên chơi này rồi, chơi AK rồi, chơi AK cưng rồi, chơi AK anh. Đấy, AK AK này, bắn nó góc nào đây, bừa đi xíu nó chứ, này là chết cưng. Ơ à, nhớ nhầm lực rồi, 60 này, tôi nhớ lộn lực á. Đạn bi bắn buồn cười lắm. Bạn này yếu chắc đam tồn lâu mới chết. 20k ôi đau phết đấy, tưởng à dẫn đường chứ, sao nó không dẫn đường của mình rồi. À quên mất cái vũ khí chúng ta bắn góc nào thì được đúng không? Tôi quên mất. Thích ăn bow của em, anh bow mà chết bây giờ. Tôi bay đâu để bow ở đấy được. Bay chỗ nào mà chúng ta có thể bow ở đấy được. Đây à, bay sang kia, bay góc 114, được 6x7, được 6, phí đao, tỷ lệ phí đao bắn khó vãi chiều. Rồi nào, băng tôi vào, sang đây đam tôi đi, tôi có bow thì bow chết. Nào đây, đây. Nào đây, nào làm gì tôi đây nào. Ui giời, thắng lòng, tôi bò đây đi, tôi bò này, tôi bò trong cái hố này, tôi cộng máu này. Chạy à, chạy đâu được em, chạy đâu. Chạy đâu nào, hay là... à tính sang kia ấy à, còn lâu nhá cưng. Còn tơn tiếp làm gì nào. Anh gọi đến cộng được phát đầy bình máu là căng cái gì. Đây là vũ khí đao Aduka nha mọi người nhá. Còn thằng kia nó là cầm AK. Chết chưa, ngu người mất 10k máu. Rồi, bớt tơn nữa nữa. Tôi tàng hình rồi. Tôi tàng hình các bạn, đối các bạn các nó không nhìn thấy tôi đâu đâu. Nào làm gì nào. Không mang máu mắc nhỏ. Rồi tôi bò ở đây tôi cộng máu. Đầy chứ gì. Nào đầy bình máu chứ gì, nó bắn ở đây, bắn ở đây biết ở đâu không. Rồi tí ấy ra cũng cộng máu à, anh Paul mà chết, muốn chết à em.
Đủ, muốn ăn bâu giờ cưng. Rồi cho anh cái góc bâu cái. Ngon có góc này, ngon chưa? Chết mày này. Cứ đít lên. Chết đi, chạy lên rời à? Ngu người phá góc cho tao. Đang không có góc phát. Hay là căng nhỉ? Ôi tôi đua bà rồi. Mai trưởng, tuổi gì mà giết anh. Ăn pâu tiếp đi cưng, vừa ăn pâu xong này được ăn tiếp. Tí ông pâu mít là chết nhá. Hai vãi trưởng. Vũ khí này pâu to quá. Hay da. Chơi này vui thật. Mai, mai này chơi đi này. Gì đây, bạn này vào nói lung ta lung tung cái gì đây? Anh pô nó tăng góc mà. Gặp đàn bi tiếp rồi, ngon rồi. Đấy, ở bên này đàn bi nó đào chết. Đứng ở đây là ngu người với đàn bi. Nào chơi nhây. Ở đây đào nào cưng. Ở đây. Nào. Ở đây. Ai da. Chơi đào rồi. Cái này đào được không? Xem là đào như nào. Ui rồi. Hai vũ khí. Hai trưởng. Rồi tao có khó tí tao đứng ở đây đếch bắn được tôi đâu mà. Ngon. Đẹp rồi. Tàng hình nhỉ. Đâu rồi. Vâng, chào tất cả mọi người nha, tôi tập trung bắn tí, chơi tí đi, ăn đói quá. Hết cái ăn. Đâu rồi? Đâu? À, tàng hình rồi. Mở rồi, mở rồi, hết tàng hình. Càng tạo góc khó càng sướng. Cái đạn bi nha, cái mũi này đam to nhưng mỗi tội bắn hơi khó thôi. Xong, mở băng đây. Rồi chơi luôn. Chơi hố tôi à? Chỗ này phải đào á. À, pâu đây. Không nên chủ quan nó cho S vào bên là cái gì. Ây chà 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 chà. Đục tôi xuống đây. Rồi các bạn đừng gọi kênh cui nữa nào. Còn on lên đây nói chuyện đi. Ai à, trúng này. Rồi lại tạo góc khó rồi. Rồi tí bắn trúng mình. Rồi tôi có đam luôn. Tí có pâu tôi pâu chết bọn này. Có pâu rồi đấy à, cẩn thận. Bò đây bò đây bò đây. Tôi trò mắc khốn. Rồi bây giờ có pâu phát nữa là chết rồi. Pâu đây. Không đam mình xuống à. Chết rồi, nó đào chết đấy, nó một pâu chết đấy. Thôi ngu người rồi. Đúng rồi. Chết rồi. Chủ quan rồi. Đếch rơi. Nhỏ. Cái đàn tròn tròn kia. Ê, pâu đây. Một pâu đi nào. Nào. Pâu đây. Tự tạo quá khó cho mình rồi. À, tôi cứ bò lùi dần đấy. Hay ra. Căng nhờ. Này bâu kinh đấy. Nào. Một. Ôi giời. Ôi giời. Cái đàn bi ở dễ. Không nhìn được cười luôn ấy. Vãi. Ôi ơi đau đầu vào này quá cơ. Không nhìn được. Ôi giời ơi. Mít tiêu rồi, tao phích lên rồi. Rồi. Nào bâu tiếp đi. Ôi giời. Nhìn không được. Nào. Đâu đây. Ôi
Bây giờ chết dí ở đây rồi. Nào đào chết được không? Sắp nghỉ rồi các bạn ơi. Tí nữa nghỉ rồi. Ơi chả trúng kia nào. Này chơi khó vãi. Thôi chạy thôi. Chạy sang vô vãi. Ôi trời. Em con gái. Em gái dễ thương quá. Tàng hình rồi. Nó ở đâu rồi? Tàng hình này. Tàng hình này. Chết này. Chết này. Cái vũ khí này bắn khó lắm ấy. Cái đạn bi ấy đam to kinh rồi bắn khó. Được. Bắn hại hết cả lão ra. Ừ thanh niên thức khuya thế. Bắn này các bạn là chơi lên hiệu lĩnh nhá. Chơi cái này vui thật. Đạn bi khó bắn lắm. Tôi không biết có đạn bi không. Hết rồi. Hết hạn đạn bi rồi. Còn được. Chơi đạn bi các bạn xem nhá. Đạn bi khó chơi lắm à, chơi đạn bi luôn. Chơi cái gì đây. Nhiều khí lắm à, chơi cái gì đây. Xét đạn bi này, đạn bi này, nào thì đạn bi này, này đạn bi này, kiểu lý phi đao à? Thôi chơi, chơi lựu đi, chơi lựu bắn, chơi lựu cho vui nhá, đạn bi khó bắn lắm, nào chơi lựu, nào vác lựu đi đào, chấp hết chúng mày, đam đây tao đào chết, nào ôi ôi mâm lựu. Mang liệu gò map xe lửa vai trưởng. Ôi rồi chơi tiểu lý phi đao khó vãi. Rồi trước tôi bắn rồi. Ôi tàng hình rồi. Các bạn này bắn nó trước nhá, cho nó bò nhá, nó đam mới to. Cái liệu này được bắn nó đầu yếu đấy, đam vào trước mặt đó ấy. Cho nó bò, bò đến là chết thằng kia đi. Đấy đúng rồi, thế này đam mới to này. Chết này. Chết này. Vãi trưởng à, chào tất cả mọi người ạ. Nào, bow anh đi. Cho lựu cả chết. Bow à, giả đủ căng kìa. Bow to phết. Nào, cho đạn nó bò này. Chết không? Càng bò đang càng to mà. Thích ăn đảo. Rồi, bò đấy. Bò đào chết nó đấy. Chết cha mà. Chết này. To vãi. Lựu đạn đào ơi kinh đấy các bạn ạ. Lựu đạn này đào kinh điển luôn. Các bạn phải bắn đằng trước nó đam to. Đừng bắn nó đầu, nó đam như là muối đốt inox ấy. Bản chất lựu đạn nó thế đấy, nhặt được cả thuốc thú. Nào, nhờ đây cưng. Chơi cái này thì chơi cái lựu này ngày trước. Chơi cái lựu này mà chơi hack bé ấy. Gặp thằng nào cầm Aduka thì xác định chết mới lựu thôi. Không bao giờ thắng được. Nào kiến sĩ nhảy hết ở đây. Nhìn cái liệu nó đã buồn cười mọi người ạ. Nhìn quả liệu này này. Nhìn quả liệu nó to, người thì bé tí, vác cái liệu to đùng lên nhìn nó buồn cười thôi. Đâu rồi các thanh niên, đâu nhảy hết ở đây. Nào đây là Gunny Việt đấy các bạn ơi, nhưng đây là cái đấu trường không gian mở riêng.
Ngon, gặp thằng này gặp lựu thì tắt điện rồi, tao đào cho mày chết. Nào. Thích chết là cưng. Rồi. Đam đằng trước cho nó bò xuống. Bắn trước mặt nó nha các bạn nhá. Rồi cho nó bò vào người đó. Bò đấy. Khốn vãi. Ôi ơi. Bắn đằng trước cho nó đò xuống. Rồi sang đây cưng. Sang đây mà pâu anh này. Đạn bi bắn khó lắm. Để tí bắn bắn đạn bi đi. Đây là pâu luôn. Pâu xong rồi chết. À pâu bi. Ôi giời. Được trúng mỗi cái. Ô phích. Thích sử sức mạnh của lựu mà đứng ở đấy. Rồi đào đây, đào xuống nó chết nó đi. Lựu đâu? Nào, chết mày này. Ôi giời. Nhìn nó rồi cái lựu đạn này. Ai da. Đâu hết cả đồng. Cho đấu trường không gian này. Ôi giời. Lũ không bỏ ra sau nha các bạn nhá, bắn ra sau nó chạy mất đấy. Chứ đạn bi đi, chứ đạn bi là các bạn phải cười bụng luôn. Bắn khó lắm, không chơi được đâu. Nào. Chứ đạn bi đây là cái sự kiện riêng của Gunny, các bạn nói chơi vui kỳ luôn. Không nhịn được. Chơi quả lựu ơi. Nào chơi đạn bi này, quả đạn bi này nhìn không buồn cười như cái liệu kia, sư phụ cười ác thế. Bây giờ ấy, lâu lâu sư phụ mới được cười, để sư phụ cười thì đi nào, buồn mãi rồi. Gặp đạn bi map này tắt hết điện rồi, tắt điện rồi các bạn ạ. Map này mà gặp đạn bi mà gặp map này thôi nhỏ thua rồi. Phải trốn chạy rồi, đứng lên nó bắn chết chú kia kia nó đạm to rồi, chạy đứng ở đây không giờ bắn trúng được, chạy thôi. Rồi chạy trong cái hố kia, trốn nó bay qua đây. À sang đây cưng. Muốn thử sức mạnh đạn bi của anh à? À sang đây. Thằng này nó khôn, nó cứ bay sai tôi cũng nhọ. Đạn bi nhỏ lắm. Đạn bi móc cả pháp này tắt điện rồi. Ây gu. Vãi vũ khí đào vãi trưởng đấy. Ba tia. Hay ra. Vãi đào cùi vãi thế ba tia. Cái này các bạn này bắn ở góc 65 36 37. Ngon cho mày chết này, lấy vào đâu. Chết đi. Ngon, đam cái này to lắm, một phát cần chết luôn. Ngon, các bạn này bắn ở góc 65 cơ. Các bạn bắn góc cao nó nhảy lên trời. Ôi giời, làm gì đây? Cái vũ khí kia kìa. Bắn cái kia bắn làm gì? Đào, ôi dồi ôi. Để quyết kiểu mới giết được anh. Ôi giời, ba tia này chắc sợ mít. Ui giời, có tí đất này ông đục mãi chả chết. Đây, tôi bắn thử siêu cao các bạn nhá. Đây, bắn thử siêu cao này. Bắn nó như đạn nhảy tùm lum luôn này. Bắn góc 65, bắn sao trụ ba tia ấy. Hoặc bên trái sang các bạn này, bắn góc 20 hoặc 18. Đây, bắn này đạn nhảy lung tung luôn này. Đấy, vẫn trúng được tia giữa kìa. Hai tia kia nhảy ở dưới. Vui ơi, anh Đức đang live đó lên tivi rồi. Bạn kia làm cái gì đấy? Chồn trưởng. Nào thử bắn siêu ca xem nó lẩy đâu. À biết chứ bảo lấy vào đầu mình mới nói. Ôi tiên sư. Thôi rồi bây giờ pô. Pô cái này để lấy chúng nó pô à. Tôi thử một một pô cái nào. Phát pô vào đầu mình. Đang vào đầu chứ. Chơi liệu ngôi hơn. Tôi chết rồi ăn pô rồi. Người rồi. Ai có tí đất mà đào mãi không rơi.
dây bạn này cái bay lên đây tôi pô chết bạn này tàng hình rồi. Rồi ai pô chết này. Chơi lưu sướng hơn đúng không các bạn? Rồi, chơi trò này vui đấy, hôm sau chơi trò này 6 lực 71 77 lực 78 này 77 cộng 3 trưởng cái gì này. Bắn trúng nó sao nó cũng mất máu, tôi chết rồi. Thua thì ngu người. Sao lại điện đàn đi đâu này? Tôi chết rồi. Bay có gần tôi không thua. Má ơi. Ngu người rồi. Rồi xong rồi, ăn đam rồi. Cầm máu nó chạy thôi. Mít. Ngon, tôi nó mít rồi. Bay ở gần nữa các bạn này. Bay xa này. Rồi bay lên đỉnh này rồi chơi đi. Nó chạy đến rời. Rồi bây giờ phải bắn góc. Góc đào. Chết rồi, 4. Các bạn đứng 1-2 nha, 1-4 này ra 3 tia. Chết đi cưng, đòn chí mạng. Rồi ở đào này mà chết này. Đúng một niềm tin. Bay lỗ này. Có con nhện chơi mới sướng. Quả phô ấy đẹp như thế chúng về nó bay đi đâu phải chơi lưu đi mà chào bạn đứa anh đứa của cô nhá không sao chơi lưu đi sao hết giờ đấy còn phá nữa này xong nốt ván này là hết đấu trường không gian. Đấu trường không gian mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng, chiều thì từ 5 giờ đến 7 giờ và tối là từ 8 giờ đến 9 giờ. À 9 giờ đến 10 giờ chứ lộn. Giờ chúng ta còn mấy phút thôi, chắc chắc bắn được ván. Ngon. Ai gặp thằng Châu 25 ba đứa này. Ôi thằng này Châu này VIP 12 này, tôi cầm cái này căng rồi này. Ở dưới mới đau chứ. Nó bắn trước à? Ngon, bắn anh đi anh đào cho banh map. Nó bắn không? Thế đây. Đù go đấy. Đầu á trưởng. Wow, chết đi cưng, đòn chí mạng đấy. Ôi rồi, nào pô anh đi. Thì tôi là pô đây, xong rồi chết. Thả phá được góc mình chứ. Nào, sang đây. Bầu chết là đam to quá. 130 bật ra ngon thắng luôn rồi. Đó chứ mạng đâu. Ôi giời ơi. Không thể nhìn được, không thể nhìn cười được. Ôi sao rồi kiểu ván nữa. Buồn cười đấy chứ. Ôi
giờ. Đó, cầm tiếp các bạn. Ông đạn bi rồi. Ông đạn bi rồi. Ngon quá. Rồi. Rồi bò rồi, chết này. Chết đi cưng. Chết này. Chết này. Ôi giời ơi. Nào xong đây. Đàn bi xong đây. Ai trời ơi, không nhịn được cười, đau hết cổ. Nào, đào anh ở cưng, đào đây, đã chết cả hai rồi. Vũ khí này thốn nói trưởng. Hết giờ mất rồi. Cười đau hết cả họng ra, ngon. Hay ra. Muốn thử sức à. Hấp đu. Bò đi em. Chết này. Bò đấy. Chết này. Chết này. Chết này. Nào bò đây. Bò. Phải đào cho chết này. Nghe thích sự đào không? Thích 1, 2 không? Đây đây. Đào cho banh xác luôn này. Nào. Bò đây. Đào đây. Cơ hội cuối đấy. Tôi chết ở cái đạn bi nó khốn nạn. Nó tạo cái góc. Tôi chết rồi. Cái đạn bi này nó đào góc khó rồi. Ngu người rồi. Vớ mồm rồi. Chết rồi, liệu nó có bò được không? Bò xem nào, bò xuống đấy. Ai nó bò mình. Chết rồi. Bò xuống đây, giết thằng kia đi. Đào sâu lắm các bạn tưởng ạ. Chết này. Rồi hết đất luôn. Cả đào. Bây giờ rồi cố lên nào còn ván nữa. Bây giờ chưa thua đâu. Cố được ván nữa đấy. Nào cố lên. Bốc đồ cùi quá. Nào đi đi. Hết giờ rồi. Các bạn thấy chưa hết.